Cơ mông của chị CFO đã nâng 2,1 tấn tạ đó các bạn. 2,1 tấn tạ, con số nó tất cả. Bài rất là giả mang nha các bạn, không giỡn đâu. Đố con trai tập nổi. 3. Cái này giả mang lắm, bài tập này rất là giả mang. Không. Giật nó lên. 90 rep. Tổng tạ nâng 2 tấn mốt. Các bạn lấy hai con số này ra để bạn test cơ mông đi. Quá xiết luôn, kinh khủng luôn. Đau, đau, đau ngay trong cái set, đau ngay trong cái buổi đó. Không cần phải chờ đến hôm sau, hôm kia, hôm khác nữa. Đau quá trời đau luôn á, nhưng mà chắc chắn là vòng 3 sẽ lên á. Đó giờ bạn thấy ai drop set bài hip thrust chưa? Chưa đúng không? Chắc chắn không ai dám làm bài này đâu các bạn. Bài này chị em phụ nữ sống flex trên mạng xã hội là tập cung bự bự vô mà nặng nhẹ không biết ra cung bự bự vô này nọ kia để tạo thành những khoảnh khắc kỷ niệm thôi. Chứ còn khi mà chúng ta thực hiện drop set bài này là rất là dã man mà rất là khó và đặc biệt thử thách ngày hôm nay mà tôi dành cho chị CFO trong chương trình gym nữ tâm kinh nâng cao, đó là thực hiện drop set liên tục 3 set drop set nha các bạn, với khối lượng tạ là 20 và 10. Cái drop lần 2 nó nhảy tới 50%. Tại sao? Tại vì bài này rất là khó drop set, nên không ai đủ thể lực mà drop set tới kiểu mà 20% cả. Nên đặt cách bài này drop set 50%. Rồi vô. Nhớ đủ range nha, không có ăn gian nha. Lên. Ok chưa? Vị trí được chưa? Rồi xuống nào. Xuống nào. 1 2 Sâu sâu một tí. 3 Cái set sau là cái chân nó phải vô sông sâu sâu một tí. 4 Hôn, giữ, rồi xuống từ từ. Đó. Đây là một bài tập rất là tuyệt vời. Tập vô mông 100% luôn, không vô miếng đùi nào cả. Nên bạn nào sợ bị bự đùi, sợ bị thô, đó, thì bạn tập bài để luyện mông. Bài tập cô lập rất phê mông. Bởi vì chị em phụ nữ sẽ bùng nổ, bùng nổ cơ mông. Hí. Quên. Vô. Drop set không cho nghỉ. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Cái chân vô xíu đi, cái chân vô xíu, vô chân một xíu. Chân này nè, vô trong. Không phải, vô phía trong. Ờ, rồi. Lên. 2 Đó. Ban ngày làm văn phòng buổi tối đi tập tạ đó các bạn. Cuộc đời nó vậy thôi, không ai rảnh rang suốt ngày đi tập trừ khi làm vận động viên hay làm PT hay làm model thôi. Còn này là chị xếp ô nha. Ban ngày ký giấy, buổi tối tập gym. Đúng chưa? Từ từ, mặt căng vậy, căng vậy, căng vậy. Căng vậy mà thầy thích. Mặt căng vậy mà thầy thích. Rồi. Bây giờ nó đã mỏi lắm rồi đó bạn. Bảo đảm bạn giờ cái mông nói hết nghe rồi đó. Mông đưa ra sau, tay cầm khép lại. Giờ là theo quán tính rồi đó. Nhưng mà drop set nó muốn như vậy. Nó muốn như vậy. Tập. 1 Đó. 2 Tạ rất nhẹ. Nhưng mà tập rất vô và rất thấm. Nó làm cho khung cái khung mông các bạn trở nên đẹp. Và ai bị mà mông mà bị sợi á, bị nhiều mỡ quá đó, tập này nó cũng xuống luôn nha các bạn. Đó. Gym nữ tâm kinh nâng cao mà mấy cái tầng tập thiệt này nó không đơn giản đâu. Muốn tập thì phải trang bị đồ chơi đầy đủ, đi qua cao, boss cao, trao cao. Đó. Đặc biệt PT, phòng gym VIP. Rồi, nghỉ thở, đứng dậy đi. Đứng dậy coi mông cảm giác không nè. Nè anh chào bà cao này bé, nhanh đi sao mặt căng vậy, còn hai set nữa gì vậy, đi té luôn hả, cái gì vậy, nào uống vô coi đi sao đi té luôn vậy, còn hai set nữa cái gì vậy, cái gì mà đờ mông hoài vậy, đơ mông luôn lại mất cảm giác luôn rồi, đương nhiên tập đó đơ mông chứ. Rồi cho nghỉ 2 phút tới 3 phút. Bài rất là dã man nha các bạn, không giỡn đâu. Đố con trai tập nổi đó. Đố anh tập được như em. Hít sâu thở đều. Hít sâu thở đều. Mới con set đầu thôi, than chưa hết đau mông. Set đầu cho nó đau, đau tới 3-4 ngày luôn. Chứ không có hết đau, rồi vô set 2 vẫn còn đau rồi làm sao. Cứ vô tập đi chứ sao vậy. Sao mà ngày 1, ngày 2, ngày 3 người ta mới đau rồi. Em đau luôn rồi đây nè. Thì mình tập cho án xịn, thầy xịn, phương pháp xịn thì nó phải đau liền chứ. Còn đợi tới tối về mới đau nữa, nó chưa vô rồi. Rồi vô nè. Ở đây là cái tới gym nữ tâm kinh tầng cao rồi. Đó, mà trong cái giáo án là chúng ta rất là trọng cái phần free weight nên tạ rất là nặng. Em thông cảm đi. Rồi. Vô. Bây giờ gọi là hết tiền muốn mua đồ rồi nên lấy ship ô nhà ra làm luôn. Không, ship ô công ty khỏi trả lương, trả chỉ trả lương ship ô khỏi trả lương này. Đó, nên cố gắng đi. Đó, em làm vậy nó mới thiệt, nó mới real. Đúng không?
chứng tỏ rằng mình là gì, mặc dù mình làm chức vụ cao, mình lương khủng này nọ có thứ, nhưng mà mình không có có bỏ quên tạ, thấy không? Mình vẫn tập trái lửa con tim, tập ra đi té té luôn đó mới là thiệt. Rồi. Chứ bây giờ quay mà diễn diễn quay làm gì? Em có biết không, mục tiêu của chúng ta đạt 2 tấn mốt tạ đó. Em đang được 2 tấn mốt tạ đó chứ không phải giỡn đâu. Các bạn làm được chuyện đó không? 2 tấn mốt tạ cho một cơm ông. Chứ sao thấy? Sao vậy? Thế. Rồi. Để cái chân vô. Rồi. Rồi, vô. Câu giờ hả? Thấy không? Thấy không? Mông bây giờ là nó banh chành luôn rồi. Tại vì bây giờ là cái mông nó hết biết nó là cơ gì luôn rồi. Tập trung nè. Cố gắng đi. Trái lửa. Gần ra. Ừ. Gần rồi, gần xong rồi. Ừ. Chích luôn. Ừ. Lên. Ừ. Hi. Nghe tập có một tí xíu tập không nổi mà tối ngày về chơi anh 1 phút 2 phút. Đó. Rồi vô. Nó đi chợ hơi cái này nhẹ mà. Rồi lên. 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 Anh Giang hả? Không lên nổi. Cái gì lên nổi? Không mệt quá anh Giang quá, anh đi. Rồi chống cái chân lên đi. Lộn xộn là dùng thời gian nghỉ không à. Đó rồi. 1 2 3. Cái này giả mang lắm. Bài tập này rất là giả mang. Không. Cố lên. Cho tôi thấy đi sắc mặt của bạn đây nào. Cho tôi thấy thần thái của bạn đây nào. Là một người phụ nữ thời hiện đại có nữ quyền thì phải kiếm tiền nhiều và tập kiếm hay nữa. Sống chả còn đàn ông luôn. Rồi nghỉ 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 nghỉ. Hít sâu thở đều, hít sâu thở đều. Rồi. Hít sâu thở đều. Ôi, đi nổi không? Đi nổi, té không? Té không? Té không? Đâu đứng rồi, đứng rồi. Đứng rồi. Ôi da. Nè. Đợi còn xét nữa. Cái gì mà la hoài vậy? Qua. Thì tập phải nhất chứ sao? Tập không nhất vô ăn giỡn rồi. Có thầy canh đây mà lo. Rồi, hít sâu thở đều. Gặp căng căng vài cái đi. Gặp căng căng vài cái đi, vô cái cuối nè. Ừ đúng rồi, cứ gặp người xuống căng căng vài cái đi. Rồi. Ok. Căng vài cái đi. Rồi, set cuối cùng. Drop set, bài tập rất là giả mang. Đó, hip thrust, tập mông. Tập mông không to đùi. Đó, phụ nữ phải là gì? Mông khủng đúng không? Từ khóa luyện đào luôn hot nhất trên mạng xã hội. Và bây giờ đây chị Sipo đang luyện đào của mình với phương pháp tập gym nữ tâm kinh drop set tầng số 7 trọng freeway. Trọng freeway là sao? Đó là chúng ta chú trọng những cái bài tập freeway, nên cái nên bạn nào chọn giáo án này thì bạn đó phải có thể lực tốt. Còn nếu mà bạn không có được đủ thể lực thì bạn phải chọn giáo án trọng cái độ bền, tức là trọng cường độ. Nó ở đây là Duy Nguyễn chia ra 2 giáo án cho các bạn chọn lựa. Cái phần trọng đi quay này nó tập khó hơn, nặng hơn. Mà các bạn có thể tập ở những cái phòng mà đỡ tốn tiền á, nó có những cái replay này mà tập cũng được. Còn cái trọng cường độ á là phải tập ở phòng xịn. Trung thực đi nào. Cứ tập sống sống chết đi nào. Cố lên. Con nữa. Cố lên nào. Mong còn cảm giác không? Mong còn cảm giác không? Rồi lên, vô vị trí. Rồi tập. Tập cho tới lúc gục ngã luôn. Ở đây thì không cần phải đếm nữa, tập tới lúc gục ngã luôn. Đó, lên ráng giữ lại, gồng lại, bóp mông. Cố lên. How do you feel now? Cố lên nào. Rồi, ok. Đây. Đây đây đây. Rồi rồi rồi, how do you feel now? Thế nào thế nào thế nào? Đó giờ chưa giờ tập hip thrust vậy đúng không? Hip thrust này phải có thầy đứng ngay canh mới tập nổi chứ ai đâu đỡ cho đóng tạ lên tập.
các bạn thường trải qua cái bài tập hip thrust là các bạn tập tạ khá là nặng, nhưng mà bạn tập chậm. Bạn rất ít người tập qua khối lượng tạ vừa nhưng mà tập cường độ cao và khối lượng rep nhiều như vậy. Các bạn cứ tính đi, nãy giờ đó cái cơ mông của chúng ta, hay nói khác là cơ mông của chị CFO đã nâng 2,1 tấn tạ đó các bạn. 2,1 tấn tạ, con số nó lên tất cả, và tổng cộng là 90 rep. Đó là cái mục đích đào tạo của cái chương trình này. Các bạn tự hào bằng hít đất 100 cái đúng không? Bằng tự hào này nọ kia, hít đất 50 cái đồ này nọ. Nhưng mà các bạn có bây giờ hip thrust 90 rep, tổng tạ nâng 2 tấn mốt. Các bạn có lấy hai con số này ra để bạn test cho mông đi. Rồi bây giờ đứng dậy coi mông miết cảm giác thế nào và nói cho các bạn nghe đi chứ. Chung là cảm giác nó siết kinh khủng luôn, siết cơ kinh khủng. Thì con gái khoái siết mà. Quá siết luôn, kinh khủng luôn. Đau ngay trong cái set, đau ngay trong cái buổi đó, không cần phải chờ đến hôm sau, hôm kia, hôm khác gì hết. Đau quá trời đau luôn á, nhưng mà chắc chắn là vòng 3 sẽ lên á. Thật ra thì tập để đau được trong buổi tập á là rất khó nha các bạn. Nếu bạn không có partner, bạn không trải được tới cảm giác đó đâu. Thương có cái set mà Thương đau mà không muốn khóc luôn á, nhưng mà thôi kìm. Bởi vì có những người ta làm giàu nhờ người ta làm coaching đó các bạn. Làm coaching một buổi rất là nhiều tiền, coaching nó mắc VT nhiều, coaching rất là đắt. Nên coaching là gì? Là người tạo cho được cái học viên cái phương pháp tập luyện và giúp cho học viên của mình chạm được cái sự cái đỉnh cao nhất, cái khó khăn, cái thử thách nhất. Và tôi nghĩ rằng hôm nay á, là chị CFO chúng ta đã có một cái buổi tập để đời, có một cái buổi tập trải nghiệm mà có lẽ là sau này khó có lại. Nếu mà muốn có lại thì phải có coaching và phải có được cái sự hưng phấn đến phòng gym này nọ cái thứ. Vậy thì các bạn qua những video này các bạn hiểu được một buổi tập gym đáng giá nó như thế nào chưa? Và chúng ta cùng nhau xây dựng một buổi tập gym đáng giá. Một buổi tập gym đáng giá được phải xây dựng bằng tiền, sự quyết tâm và sự cố gắng và sự phục hồi, tất cả mọi thứ nó sẽ mang lại chúng ta một cái sự thành công vang dội nhất trong gym. Và sự thành công vang dội nó đối với mọi người nó mỗi khác nhau, và tôi nghĩ là đối với chị CFO chỉ cần như vậy là được rồi, đúng không? Tại vì bận quá nên là mỗi buổi tập nó phải thực sự chất lượng á thì nó mới có thể phát triển toàn diện được. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Và nhớ đây là gym nữ tầng cao nhất rồi nha các bạn. Bye bye.